Các bạn thân mến, đây là chiếc plug dành cho chiếc điện thoại Oppo R7 Plus, chiếc điện thoại mới vừa ra mắt của Oppo. Đây là dạng ốp lưng dẻo trong siêu mỏng do Đồ Chơi Di Động Chấm Cơm vừa mới nhập về để phục vụ các bạn. Với chiếc ốp lưng này thì chúng ta sẽ bảo vệ cho chiếc máy của chúng ta tốt hơn trong quá trình chúng ta dùng máy, bởi vì nó sẽ giúp cho đa phần là phần ngoài của máy, trừ màn hình ra, nó sẽ không có bị trầy xước, và đặc biệt là nó rất là mỏng cũng như là hoàn toàn trong suốt. Như thế thì nó sẽ giữ được cái thiết kế của máy gần như là nguyên bản và giúp cho chiếc máy của chúng ta trông sang trọng hơn, bởi vì cái thiết kế của máy này khá là đẹp. Bây giờ mình sẽ zoom gần lại cho các bạn xem rõ hơn về cái sản phẩm này. Đầu tiên là chúng ta sẽ đến với cái cụm camera cũng như đèn flash của máy ngay tại vị trí này. Nó được làm chính xác ra cho chiếc máy của chúng ta rồi, nhìn rất quen thuộc phải không các bạn? Còn phía bên cạnh bên phải thì chúng ta có thêm một cái nút nguồn được làm nổi lên như thế này để chúng ta dễ bấm hơn. Tương tự thì với cạnh trái thì chúng ta có cái cụm phím tăng giảm âm lượng cũng được chừa ra và làm nổi lên như thế này, rất là tiện ích cho chúng ta. Ở phía cạnh dưới thì chúng ta có cái phần chừa ra cho micro thoại cũng như là cái cổng sạc, rất là chính xác ở tại vị trí này. Và tương tự thì bên góc bên phải phía dưới thì chúng ta là có cái phần chừa ra cho cái loa ngoài của chúng ta để đảm bảo là âm lượng của chúng ta sẽ phát huy hết công suất mà không bị hạn chế đi. Đây là chiếc ốp lưng được tích hợp cái phần gai li ti ở phía mặt sau lưng. Mình nói gai thì nghe có vẻ nó hơi bén, nhưng mà thực ra nó là những cái đốm nhựa li ti nhỏ như thế này, thì tác dụng của nó là dùng để chống lại cái hơi ẩm nó bám vào trong cái lưng máy. Như bạn thấy trên màn hình đây là những cái đốm nhỏ nhỏ như vậy. Và như thế thì máy của chúng ta sẽ được đẹp hơn, bởi vì sẽ không có hiện tượng mà ốp lưng dính bệt vào trong lưng máy như những chiếc ốp lưng mà không sử dụng cái thiết kế này. Và là vì là chiếc ốp lưng này là nó dẻo, do đó chúng ta có thể dễ dàng cầm nắm và ốp nó lại như thế này mà nó vẫn trở về cái hình dạng ban đầu. Và đặc biệt là cái mặt lưng nó tương đối là bám tay rất là chắc, và khi đó chúng ta cầm máy thì nó sẽ thuận tiện hơn và an toàn hơn. Các bạn thân mến, phần giới thiệu chiếc ốp lưng dẻo trong siêu mỏng dành cho chiếc điện thoại Oppo R7 Plus của Đồ Chơi Di Động.com đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip lần sau.